Là cái vị trí voi chết đó nó nằm ở chỗ nào sư biết không? Đầu chỉ cái gì? Chưa lấy ổ bánh mì đây rồi mình đi. Rồi như vậy thì mình với sư tiến hành qua chỗ chỗ voi trắng mà kéo theo những cái thanh gỗ xây được cái chùa đó, rồi voi bị chết đó, rồi sư sẽ dắt qua cái địa điểm mà voi bạch nó chết nha cả nhà mình. Nhưng mà hài cốt những xương gì đó thì người ta đã lấy hài cốt của voi bạch đi hết rồi ha, lấy hết luôn ha, là không còn sót cái gì trơn hả sư? À, vậy là bị lấy hết luôn nha cả nhà. Nhưng mà cái này thì mình với sư là đi qua rặng sư chỉ cái điểm là voi bạch mất ha. Thì lâu dữ lắm rồi ha. À, như vậy là cái hố này luôn á hả sư? Vậy là cái hố này là voi bạch từng sống ở ngay chân chỗ này nha cả nhà mình. Thì sư cũng mới chia sẻ đó, thì xương thì người ta đã lấy hết rồi, nhưng mà về cái lịch sử mà câu chuyện mà xây được cái chùa cổ hồi nãy mà mình quay cho cả nhà mình coi đó, thì là voi bạch kéo là toàn bộ gỗ trên đó là kéo về xây nguyên cái chùa đó luôn đó hả sư? Vậy là voi đó nguyên nhân sao mà mắc biết không? Vậy là có người thuốc cho chết đó hả? Cái đó gỗ đó là kéo từ đâu? À, núi Lâm Viên kéo về ha. Rồi gì mà mắc luôn đó. Thì sư cũng mới chia sẻ ha, là cái địa điểm này là của voi bạch nha. Cái này là bà của sư hay là của người ta khác á, người ta để ở đây nè, người à? ta này 60 tuổi chết bà, nước ngọt uống nước ngọt nhiều quá. Uống nước ngọt nhiều mà bị mắc á hả? Đây là sư mới chia sẻ, cái này là bà 60 tuổi Lên đường đường ạ. lên đường á, vậy là cha uống nước ngọt nhiều mà bị mắc nha cả nhà mình ha. Thì đây, ủa sao mà không quả tán sư mà chôn, sao không chịu thiêu á, mà người Đây ta có thêm. đã không thiêu ha? Đây như này chứ. Em 2K đấy, em biết. Đây người ta chạy xe, người bà chạy xe con trai chạy xe ở kia, đúng đúng cây cây la lá À, đúng cây gãy cổ. vậy đó ha, đụng vô cây tha la mà gà té gãy cổ ha. Đây thì cái mộ này Cây cây này nè, cây cây me à, giống có là vậy là đụng xe cũng bà đó ha. Đụng xe thì bị xe đụng té gãy cổ chết, đụng vô cái cây phải không? Là tự té, tự đụng vô, tự mắc luôn ha. Uống rượu chạy xe nhanh quá. Bà uống rượu chạy xe luôn. Là rồi, vậy là bà này là uống rượu chạy xe ha, rồi té bị say đó, say xỉn đó, rồi té nghe cả nhà mình. Đây thì bữa nay hữu duyên thì cũng được các sư rồi như vậy là mình tiến hành là mình vô mình có sợ gì không? Không à, ở đó lò thiêu, hình như là lò thiêu ở đó là mới thiêu luôn đó phải không? Là thiêu ngày qua hay gì? 3 ngày rồi, 4 ngày rồi. Vậy là mới 3 4 ngày nay. Cái đó là mình thiêu, là người mất đó là mình thiêu rồi. Cái là người chết để vô cái thùng gì để vô cái hòm vậy đó ha. À, để vô cái hòm mà để vô thiêu á. hòm cái người ta đốt để lửa để xăng, để trên đó người ta bỏ cái quẹt gì á, tính là cái quẹt đi bỏ vô luôn, cái bục đóng cửa lại. Thì À, đốt xong người ta lấy cái xương á, xương nó nó thành bột đó ha, kiểu dạng như đốt cháy hết nó thành bột đó, rồi các người ta để vô cái chùm. Ủa rồi cái chùm đó là cái hài cốt đó là người ta để ở đâu? để chưa chưa Cái đó là cũng như là cái chủ nhà người ta xây cái tháp đó riêng đó phải không? thì tháp á, À, xây cái tháp riêng đó nè. riêng Bởi riêng của vậy ai để tên luôn á. Nào người mình ta muốn làm phước mình lấy xương ra, à. đi về nhà làm phước, đi kêu sư làm phước
mấy sư người ta nói hai sư với em đi hai sư mấy giờ mấy giờ đọc kinh gì vậy? Vậy là chùa này là thấy lâu dữ lắm rồi đó. Lâu lắm rồi. Ở đây này con bùi kéo qua ở trên núi. Con bùi chết rồi. Con gùa hả? Bùi. Ừ. Rây. Bùi, con bùi u kia nè. Nó bự á. Con voi. Con voi. Ở con voi á hả? À con kéo voi. Ở trên cây núi á. Nhưng mà lúc rồi. Trước là trước là mấy năm rồi lâu lắm rồi. Là voi về đây. Voi ở đây, voi trắng. Voi trắng hả? Voi trắng ở chùa này luôn hả? Kéo cái này kéo cây bự bự quá. Người ta làm voi đó biết mình nói tiếng gì nó cũng biết. Thì nó chết rồi, người ta làm cái người ta lấy xương nó hết trơn rồi. Đâu vậy? Rồi cả nhà mình như vậy thì sư cũng có chia sẻ là lúc trước á có voi trắng ha thì kéo những cái thanh cây này. Phải không sư? Những cái thanh gỗ ở dưới chân chùa này ha. Đâu à kéo qua trên núi lận á. Như vậy là voi bạch đó là kéo những cái thanh gỗ này luôn cả nhà mình là đem về đây xây chùa ha. Nhưng mà tới cuối cùng thì mắc hả sư voi á, mắc đâu nó bị gì nó ra miệng nó chết luôn. Vậy là chết luôn ha. Dạ, tại đây thuốc nó gì không biết nữa đó em sư trả với nói á. Rồi vậy cả nhà mình đợi chút xíu ha. Đây thì mình đang tiến qua bên cái chánh điện bên đây cả nhà. Thì tới đây thì có cái giếng nước và vị thằng rồng đang bảo vệ cây trụ này ha, bốn cái đuôi đưa lên ha. Thì rồi mình sẽ di chuyển tiếp theo qua bên chánh điện bên đây cả nhà mình. Đây chánh điện bên đây thì có các đây là cái chánh điện bên đây thì có các linh thú giữ chánh điện ha. Nhưng mà các sư thì ngày thường này thì đóng cửa hết rồi nha cả nhà mình. Như sư tử, con này con kia vậy đó. Con em biết nói tiếng Việt của em biết khoa tiếng Khmer khoa. Nhưng mà tiếng Việt thì sư không biết được dịch ha. Dạ, dạ. Dạ. Thì mình sẽ quay giáp vòng bên đây cho cả nhà mình coi ha. Dạ. Thì được bốn cửa nha cả nhà mình. Bốn cửa ha. Đây thì giáp vòng bốn cửa ha. Bữa nay thì cũng đủ. Rồi mình đi tới đây thì có tượng Đức Phật Thích Ca đang đứng một tay chỉ thiền tay chỉ địa ha, đứng trên một cái bức sen đá ha. Xung quanh này thì sư lên chạy xe đó đi sư luôn, đi qua lại như vậy đi sư chụp hình trên xe đó luôn. Chút xíu nữa thì mình sẽ tiến hành cùng sư đi cả nhà mình. Đây thì một tượng Phật Thích Ca ha. Đây, một cái tòa sen rất lớn. Hai bên thì bằng gỗ ha. Gỗ thì người ta tạc ra hai bên ha. Còn cái bức tượng đó thì bằng đá nguyên khối nha cả nhà mình. Điều khắc lên nha, chứ không phải là đổ xi măng ha.
Tại vì cái ngôi chùa này cổ cũng có trên 200 năm rồi đó. Rồi vậy, vậy thì tới đây ha, là có một tượng Đức Phật nằm lúc mà ngài chuẩn bị viên tịch nhập Niết Bàn á cả nhà, cũng là điều đặc biệt nữa. Cái này xi măng cả nhà chứ không phải là bằng đá đó nha. Vậy là không có đặc biệt cả nhà ơi. Rồi thì đây là cái chỗ Đức Phật nằm ha. Nhưng mà cái tượng Đức Phật nằm đó thì cổ lắm rồi nha cả nhà mình. Rồi thì di chuyển qua bên đây thì cho cả nhà mình coi là cái chỗ cái nhà hồi xưa, cái này là rất là xưa luôn ha. Thì các sư ở nơi đây ha, nhưng mà bây giờ thì không còn ở nơi đây nữa, thì các sư ở vị trí đó, bên đó đó, bên cái chỗ ở bên đó đó. Còn bên đây thì để phơi quần áo và các sư nấu nướng ở nơi bếp này ha. Thì nơi đây là cái gian bếp của các sư ha. Đó, thì cả nhà mình coi gian bếp của sư thì nấu nướng lò củi như vậy ha. Đó, là bên trong của các sư ha. Rồi thì mình sẽ tiến hành di chuyển tiếp theo ha. Thì sư mới chia sẻ đó là các vị sư này ha, là từng thờ một là mấy trăm năm ở ngôi chùa này, là rất là nhiều thế hệ đã đi qua ha, từng sư một ha. Và ngôi chùa này đã thành lập được mấy trăm năm rồi nha cả nhà mình. Thì đây thì đây thì những gương mặt của các sư đã tu ở ngôi chùa này ha, đã từng nằm xuống và viên tịch hết rồi nghe cả nhà mình. Đó, lâu lắm rồi đó. Thì bên trong cái khu bên trong cái khu ngôi nhà cổ nhà cổ này nha cả nhà mình. Đó thì nhà gỗ này là riêng biệt, là vôi trắng, là kéo cây về thì thành lập và cắt ha. Đó. Đây sư thì đã cầm máy quay giùm mình ha. Cái này bằng đá hay gì sư, hay là bằng xi măng này nè? Đâu, bằng đá chú. À vậy là tượng này bằng đá người ta tạc ra ha. Người ta tạc ở trên núi, đá này đá núi. Đá núi, vậy là cái này là đá nguyên khối đá núi ha, người ta tạc ra ha. Đúng rồi. Đó. Mở ngôi chùa này là rất là nhiều thế hệ đã đi qua ha, từng sư một ha. Còn ngôi chùa này đã thành lập được mấy trăm năm rồi cả nhà mình. Thì đây thì đây thì những gương mặt của các sư đã tu ở ngôi chùa này ha, đã từng nằm xuống và viên tịch hết rồi nghe cả nhà mình. Đó, lâu lắm rồi. Thì bên trong cái khu bên trong cái khu ngôi nhà cổ này nha cả nhà mình. Đó, thì nhà cổ này là riêng biệt, là vôi trắng, là sư nhỏ nè. Thầy thấy sư nhỏ chưa nè? Nhỏ Phật, nhỏ xíu á. Đây, sư thì đã cầm máy quay giùm mình ha. Cái này bằng đá hay gì sư? Hay là bằng xi măng? Này nè. Đâu, bằng đá chú.
À, vậy là tượng này bằng đá người ta tạc ra ha. Người ta tạc ra trên núi, đá này đá núi. Đá núi, vậy là cái này là đá nguyên khối đá núi nha, người ta tạc ra ha. Đúng rồi. Đó. Đây chưa có hình nữa kìa, hồi chơi nữa. Hả? Đây chưa có hình nữa. Trời, nó chưa có hình nè, mà đá chưa có hình nè. Lâu lúc đó chưa có hình á. Nó chưa có hình đó ha. Dạ. Rồi, xin cho mượn cái ha. Ở đây thì các sư nãy đi khắc thực đó, cùng nhau đi khắc thực thì giờ này sư sẽ dọn ra mâm như vậy ha. Thì tiến hành các sư dùng buổi trưa nghe cả nhà mình. Đó thì sư sẽ sắp ra. Sư khắc thực được cái gì đó thì sắp ra thứ tự như vậy nha cả nhà mình. Chia từng phần ra vậy nè. Đó, rồi chút xíu nữa các sư sẽ dùng bữa ha. Hồi nãy là hình như là mình chia ra hai ba đội đi phải không sư? Dạ. Đi trên xe ba gác hồi nãy là một đội riêng nữa đó hả? Hai đội riêng, chia ba đội. Chia ra ba đội. Dạ. Rồi mình mới xong cho mình mới tụ họp về đây là mình mới phân ra đồ ăn như gì ha. Dạ dạ. À, thì các sư mới chia sẻ cho cả nhà mình coi nghe đó ha. Đó thì cô là con chị on yếu rồi nay đi bát ở chợ vậy là mua hả? Không đâu, đi bát luôn. À, đi bát rồi người ta khắc thật luôn đó ha. Yeah. Đây thì bên đây thì của cái này là sư nè, hồi nãy sư đi phía cánh chợ ha. Cho linh lý á. Vậy là sư kia á. Sư kia đi chợ rồi được cô chú cắt thịt trái cây chuối rồi đó cho sư ha. Đây thì cả nhà mình coi vị trí ngôi chùa rất là thanh vắng và mọi chuyện thì nó rất là mát mẻ luôn nha cả nhà mình. Đời sống của các sư thì rất là giản dị luôn. Thì cứ việc mỗi ngày như vậy thì đi khắc thực thì đúng ngọ đủ dùng thì các sư sẽ gom về chùa và phân ra rồi các sư sẽ họp lại ngồi ăn ha. Thì clip từ sáng giờ mình chia sẻ ở chùa rác này thì cho cả nhà mình đầy đủ nội dung câu chuyện nhưng mà còn rất là nhiều nữa thì có gì chừng nữa vô thì nhờ các sư chia sẻ thêm cho mình rồi mình sẽ bắt được nhịp đó để quay cận cảnh và câu chuyện ở chùa này trên 200 năm rồi nghe cả nhà mình. Đặc biệt là voi mà kéo cây về về thành lập cho thành lại cái ngôi chùa này ha, là cái đó là điều rất là đặc biệt luôn á, là voi trắng đó, đó nhưng mà kéo cây mà tới mà ngày mà voi đã hy sinh và voi qua đời là ngay trang chỗ cái hố hồi nãy thì đã chia sẻ có sư chưa trẻ chia sẻ rồi đó ha. Thì cho cả nhà mình coi trên đây thì là ngôi nhà này là tự voi trắng kéo cây về từ cây gỗ trụ này ha, trong đó thì có một tượng Phật nữa nhưng mà trên đây đồ đạc của sư để thì mình chỉ đứng đây quay những cái sơ lược cho cả nhà mình coi thôi ha. Thì cũng có gạp, có đồ đặng mà các sư ngày lễ hội rồi đó, các sư sẽ tiến hành làm lễ đó, có cổng gạp đồ luôn ha. Đó, đây là bằng gỗ không nghe cả nhà mình ha. Đó, voi trắng kéo tượng gỗ vậy ha. Cái này thì rất là quá xa xưa rồi ha. Để chiếu giường rồi đó thì sư đã để bên đó ha. Rồi thì mời cả nhà mình di chuyển ha. Cả nhà mình thì nãy giờ mình đã đi theo với các sư rồi thì cũng đã đi cắt thật và quay giáp cái vòng ngôi chùa chùa này nãy nói là chùa gì chùa chùa Trà Rắc. Con
là đã hoàn thành rồi ha, thì mình cũng kết thúc clip, hẹn cả nhà mình dịp sau thì mình sẽ tiến hành đi vô đây cùng với các sư, có thể là đi khắc thực với các sư nữa ha, rồi cho cả nhà mình coi. Còn nhiều điểm ở khu vực chùa này thì mình chưa có quay hết được, rồi có gì á mình vô rồi mình sẽ tiến hành mình quay thêm chia sẻ cho cả nhà mình coi ha. Thì clip tới đây nói chung ra là nó cũng quá dài rồi, thì có gì mình chia ra phần 1, phần 2 hoặc phần 3 đó, nếu mà nó dài quá đó, thì mong cả nhà mình sẽ đón xem những clip mà mình quay được ở chùa Chà Rắc cho cả nhà mình coi ha. Rồi như vậy thì cùng với sư trẻ thì cũng chào cả nhà mình nha, chào cái sư ơi, rồi bye bye cả nhà mình nha.